Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022. Phương Thảo và Chu Thức Tiến gửi lời chào đến quý khán giả đang xem đài cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNA TV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Chu Thức Tiến. Vị thưa quý vị, ngày này năm xưa là một cái tin về chấn động lịch sử Hoa Kỳ cũng như là chấn động lịch sử thế giới. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7 năm 1974, thì Ủy ban Tư pháp Hạ viện đồng thuận là Tổng thống thứ 37 Richard Nixon bị buộc tội vi phạm hiến pháp sẽ bị mời ra khỏi白宫. Vụ này nổi tiếng thế giới với nhãn hiệu là Watergate Case, tại vì vụ này bắt đầu đổ ra vào ngày 17 tháng 6 năm 1972 tại Trung ương Đảng Dân Chủ ở Watergate Hotel tại Washington DC. Một số người sau đó đã bị bắt và buộc tội. Nixon chối, ông đã chối là không dính dáng gì vụ này hết. Nhưng sau đó một số thành viên của nội các của Nixon đã nhận tội và bị trừng phạt. Một nhân viên của Nixon đã thú tội là có một cuốn băng thu lại cuộc nói chuyện của Nixon và thuộc hạ. Thì tòa yêu cầu Nixon đưa nộp, mới đầu Nixon chối là không có, nhưng mà sau lại đưa. Nhưng mà đưa một cái băng đã bị xóa đi nhiều phần. Do đó thì anh ta bắt đầu họp để tố giác tội lỗi của Nixon. Thì đến ngày 5 tháng 8 năm 1974 thì không thể nào mà giữ được nữa, vì khi dư luận nó ồn lên vì có một cuộn băng bị xóa. Do đó thì Nixon đưa trình đoạn băng xác nhận là Nixon đã cover up vụ này, tức là che đậy vụ này, thì anh từ chung đó là cover up. Thì ngày 8 tháng 8 năm 1974 thì để tránh ra tòa và tránh bị nghĩa là bãi chức thì Nixon đã xin từ chức. Người kế vị là Nixon là phó tổng thống Gerald Ford ân xá tội cho Nixon. Bây giờ Nixon về vườn mọi cách êm ả. Thưa quý vị, chúng ta đã biết Nixon là chính là thủ phạm là bản ứng Việt Nam Cộng Hòa cho Mao Trạch Đông năm 1973. Thưa quý vị, thì thấy là trời cũng không có dung dưỡng những cái tay ác ôn như thế này. Thưa quý vị, và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cập nhật thêm một cái bản tin của Ukraine, khi mà mới đây chúng ta thấy rằng là hiện tại là Liên minh châu Âu cũng đang rất là điều đứng về cái nguồn khí đốt, do cái vấn đề mà Nga cũng đã cắt giảm và lấy viện dẫn lý do là phải sửa chữa cái turbine. Cho tới hiện tại, tại thời điểm bây giờ thì coi như là nguồn khí của bên chỗ Liên minh châu Âu đã rất là thấp, chỉ còn khoảng chừng 30% thôi. Thì mới đây Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông cũng đã lên tiếng, ông nói rằng là Ukraine cũng sẽ tăng cường để mà xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu để giúp cho cái khối này đối phó với các cuộc khủng hoảng về năng lượng. Khi mà lời của Tổng thống Zelensky, ông nói rằng là chúng tôi đang chuẩn bị để tăng cái đề xuất về điện cho những người tiêu dùng tại Liên minh châu Âu. Và đây là một cái vấn đề để mà không chỉ giúp cho Ukraine mua được ngoại tệ, mà còn giúp cho các đối tác Liên minh châu Âu của chúng tôi phải chống lại cái áp lực năng lượng mà Nga đang gây ra sức ép. Và chúng tôi cũng sẽ từng bước đưa Ukraine trở thành một trong những cái nước mà sẽ đảm bảo về an ninh năng lượng cho cả châu Âu. Thì theo như thông báo cho thấy rằng là mạng lưới điện tại đất nước Ukraine sẽ có một cái sự kết nối với mạng lưới điện của châu Âu vào giữa tháng 3 vừa rồi, và để giúp ổn định nguồn cung liên tục bất chấp rằng là đang xảy ra cái vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và Ukraine cũng đã bắt đầu lên kế hoạch để mà sản xuất điện, xuất khẩu điện qua Liên minh châu Âu thông qua Romania, bắt đầu vào tháng 7 vừa rồi. Và cũng cho biết rằng là cơ quan năng lượng của Đức trước đó cũng đã thông báo ra cái tin mà tập đoàn năng lượng quốc gia của Nga là Gazprom đã cắt giảm khí đốt của châu Âu bằng cái con đường ống dẫn và Nord Stream 1 mà chúng tôi cũng đã thông báo cho quý khán giả. Hiện tại thì chỉ còn khoảng 20% thôi. Và Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng cáo buộc rằng là Nga đã dùng cái nguồn năng lượng này để mà nhằm trả đũa về những cái lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu đã đưa ra áp đặt đối với Nga khi mà đã xảy ra cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng là trong tháng 7 mà Ukraine đã cung cấp điện qua được cho Liên minh châu Âu, thì cái vấn đề sẽ giúp cho khối Liên minh châu Âu bảo đảm được cái nguồn năng lượng để cho có thể qua cái mùa thu đông sắp tới. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà cập nhật tiếp cho quý vị. Thưa quý vị, Trung Cộng đe dọa chuyến bay của Nancy Pelosi đến Đài Loan. Thưa quý vị, Washington lo ngại rằng cái tin đồn mà Trung Cộng sẽ bắt rơi máy bay chở bà Pelosi, thì Washington đang lo ngại rằng cái tin này có thể là sự thật, có thể là thật, có thể là không. Nhưng mà tuy nhiên trước mắt thì ông Michael Green là trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington, từ là viên chức cao cấp về Á Châu,
thời George Bush cho rằng là đây là một bài toán khó cho bài cốc. Nếu mà Trung Cộng áp lực Pelosi phải rút lui, tức là Pelosi sợ quá, sợ bị bắn ở giữa chừng mà rút lui thì cái đó là quê lắm. Họ sẽ làm tăng thêm sự đe dọa của họ, tức là mỗi ngày nó sẽ tăng lên, hôm nay tăng dọa một tí, ngày mai tăng dọa một chút xíu nữa. Và trong tương lai sẽ làm căng thẳng thêm với hai quốc gia một lúc giờ khó giải quyết. Và tuy nhiên nếu họ thỏa thuận để bà Pelosi tiếp tục bay sang Đài Loan thì họ sẽ gặp khó khăn với áp lực trên đài Đài Loan. Tức là trong họ cứ muốn là Đài Loan là thủy thuộc của họ. Bây giờ nếu bà Pelosi sang chứng nhận một cách chính xác, tức là Hoa Kỳ chấp công nhận Đài Loan, thì lúc giờ họ áp lực Đài Loan lại khó khăn hơn. Đây là một cái vấn đề rất là khó. Do đó họ tìm phải ra một cái biện pháp thích hợp. Chúng ta biết sự căng thẳng xung quanh chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Pelosi mà sang thăm Đài Loan đã gây bầu không khí ảm đạm giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, khi Trung Cộng vẫn tuyên bố chủ quyền trên đảo Đài Loan gồm 24 triệu dân. Tập Cận Bình thì chưa hề có ý định rút lui, sẽ dùng võ lực tái chiếm Đài Loan, tức là vẫn nuôi cái mộng dùng võ lực tái chiếm Đài Loan đó. Nhưng gặp sự chống đối Hoa Kỳ, khi Hoa Kỳ vẫn cho tàu chiến chạy qua cái eo biển Đài Loan, gọi là eo biển Đài Loan, giữa Đài Loan và Trung Cộng thì tàu Hoa Kỳ vẫn ngang nhiên đi tới đi lui, và những tàu chiến hạm, tàu dân hạm này có thể mang vũ khí nguyên tử. Thế giờ chúng tôi cũng cập nhật thêm một cái tin khác cho quý vị, khi mà mới đây Philippines cũng đã lên tiếng rằng là lo ngại có sự trừng phạt của Hoa Kỳ nếu mà Philippines mua những cái trực thăng của Nga. Thì chính vì vậy cái hợp đồng mà mua trực thăng của Nga cũng đã bị hủy lên đến là cả 16 chiếc. Thì lời của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là của thời của ông Duterte đã cho là biết rằng là cái hợp đồng này trị giá lên đến là 227 triệu Mỹ Kim để mua trực thăng Mi-17 từ Nga đã bị hủy do lo ngại sự trừng phạt từ Hoa Kỳ. Thì Bộ trưởng Quốc phòng là ông Dolphin Lorenzana, ông nói rằng là hủy hợp đồng trị giá mua đến 16 chiếc trực thăng Mi-17 của Nga. Và cái quyết định đã được ông Duterte thông qua vào tháng trước, trước khi mà cái nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa rồi. Và cũng theo như là ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông nói rằng nếu mà không có hủy cái vụ mua bán 16 chiếc máy bay này, trực thăng này, thì Philippines có thể sẽ có khả năng là phải đối diện với cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Và những cái cơ quan chức an ninh của Hoa Kỳ cũng đã biết về cái quyết định của Philippines là đã hủy cái hợp đồng này và có thể sẽ cung cấp loại trực thăng tương tự để cho Philippines có cái trực thăng để mà thay thế. Thì đại sứ của Philippines tại thủ đô Washington DC là Joe Manuel Romualde đã nói rằng là Manila đang có bị nguy cơ trừng phạt theo như cái đạo luật chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ không qua trừng phạt nếu mà thực hiện cái hợp đồng mua bán trực thăng với Nga này. Thì Nga hiện tại cùng với lại chính quyền mới của Philippines là ông Ferdinand Marcos vẫn chưa đưa ra lời bình luận về cái thông tin này. Chúng tôi chỉ điểm sơ qua về cái trực thăng Mi-17 của Nga có thể được sử dụng trong cái mục đích chiến đấu, hoạt động tìm kiếm hoặc là cứu hộ, cũng như là có thể sơ tán về mặt y tế. Thì Philippines chúng ta thấy rằng là một trong những quốc gia rất là thường xuyên phải hứng chịu những cái cơn bão cũng như là những cái thảm họa tự nhiên khác đã xảy ra. Thì về mặt quân sự thì một cái giới chức ở đây cũng đã nói rằng cái hợp đồng mà mua bán trực thăng đối với Nga sẽ phải trải qua quy trình hủy bỏ do các bên cũng đã bắt đầu có đặt bút để mà ký cái thỏa thuận này. Thì phía Nga cũng có thể lên tiếng khiếu nại, nhưng mà chính quyền của Philippines thì sẽ không có khả năng để mà đổi ý về cái vấn đề hợp đồng mua bán đó. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi về cái vấn đề này để mà có thể cập nhật tiếp theo tin cho quý khán giả. Thưa quý vị, cũng xin tiếp một chút xíu về cái tên của Phương Thảo, đó là cái trực thăng Mi-17. Nó là cái trực thăng mà chuyên sở lính nhiều hơn là cái tác chiến, thưa quý vị, nhưng mà cái trực thăng này rất là lớn. Dĩ nhiên là Mỹ cũng có những cái trực thăng ngang như vậy, vì Mỹ có cái Chinook. Chinook có thể chở được một trung đội quân đội đó, thưa quý vị, chứ không phải là nhỏ đâu. Chinook ở trong chiến tranh Việt Nam dùng rất là nhiều, mỗi lần chở như vậy là một trung đội là 40 người trở lên, thưa quý vị. Bây giờ sẵn sàng một cái tin này, đó là Hoa Kỳ đã phải nhân nhượng nước Nga một chút xíu. Tức là vấn đề mà người Mỹ mà cô Britney Greene là ngôi sao của NBA với một người khác bị bắt là Paul Whelan bị bắt, thì bây giờ là Nga có thể xử tử hình đó, thưa quý vị, nếu cái tội này nặng có thể xử tử hình, nhưng mà ít nhất là ông là trung thân công cố đó.
Thì bây giờ khi không còn trợ lựa nó khác, Washington nó nói nhiều lần rồi, bây giờ đành phải chịu là đổi, trao đổi. Nó mới đề nghị với Nga là trao đổi. Trao đổi bằng tay, cái là Victor Bout, tay buôn vũ khí, cái biệt danh là kẻ buôn thần chết, tức là Merchant of Death. Tay này nó bị kết án 25 năm tù vào năm 2012. Đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tin trên là muốn hai người Mỹ này về nhà càng sớm càng tốt. Tuy nhiên vấn đề ở đây đó là cô Green là nhận tội chứ không phải là cô chối tội, cô nhận tội thành ra cô có tội rõ ràng. Bây giờ thì Ngoại trưởng Blinken đang mong chờ sự trả lời của Nga và hy vọng Nga sẽ đồng ý buổi trao đổi này, vì từ lâu Nga vẫn đòi hỏi phải trả tự do cho cái tay buôn vũ khí gọi là Merchant of Death, là kẻ buôn tử thần. Thế các vị, người tay này đã từng kiếm được nhiều cả chục triệu đô la trong vụ buôn bán vũ khí tại Hoa Kỳ. Dạ, và một trong những cái bản tin mà chúng tôi cũng muốn cập nhật, khi mà chúng tôi đã cập nhật trước đó, gửi bản tin là có những người Việt đã bị chết cháy trong một cái xưởng tại Anh Quốc. Thì hiện tại thì Việt Nam cũng đang phối hợp với lại những cơ quan chức năng ở Anh để mà có thể xác định được danh tính của những người đã tử vong trong cái vụ cháy vừa rồi. Khi mà Đại sứ quán Việt Nam cũng đã cho biết rằng là đang phối hợp với cảnh sát tại đây. Khi mà cảnh sát của Anh Quốc đã thông báo vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi là phát hiện những cái người, một cái thi thể đã bị phá dỡ tại một cái khu nhà bị cháy ở vùng Rotherham, Manchester, Anh Quốc. Thì cái nguyên nhân của vụ cháy tại đến giờ vẫn chưa được làm rõ và cần thêm một cái thời gian nữa để có thể xác định được cái danh tính của những người thiệt mạng. Nhưng mà theo như cái điều tra ban đầu của cảnh sát Anh Quốc cũng cho biết rằng là có 4 người Việt Nam khi đó đã báo cáo rằng là mất tích. Thì Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc cũng đã làm việc với lại cảnh sát Manchester về có những cái biện pháp để mà hỗ trợ tìm kiếm người thân nhân về quốc tịch của nạn nhân, và đồng thời cũng liên hệ với những cái vấn đề mà trong cộng đồng người Việt tại đây để mà có thể nắm được những cái thông tin trong cộng đồng người Việt Nam mà đã nghi rằng là có 4 người Việt Nam mất tích trong ngay tại thời điểm đó. Và cái trường hợp để mà xác nhận là nạn nhân có phải là công dân của Việt Nam hay không, thì người giới chức của Việt Nam tại Đại sứ quán Anh cũng đã nói rằng là cần phải có những cái biện pháp để mà bảo hộ cũng như là xem xét về cái vấn đề hậu sự cho những người này nếu mà có xảy ra. Thì Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị là cần phải hỗ trợ theo một cái đường dây tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh Quốc hoặc là số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân để mà có thể liên lạc trực tiếp như vậy. Thì chúng tôi chỉ điểm sơ qua về cái đám cháy tại nhà máy Bismarck ở House ở phố Powell thuộc vị trí về thị trấn Oldham, Manchester vào rạng sáng ngày 7 tháng 5 vừa rồi. Thì khi đó thì vẫn chưa tìm ra người mất tích, và cho tới thời điểm ngày 25 tháng 7 thì cảnh sát của vùng này cũng đã báo có một cái sự mất tích. Thì không biết rằng là cái sự việc xác định danh tính của những người Việt mất tích như thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để mà gửi tin đến cho quý khán giả. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị khi giữ hệ thống văn từ VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống văn tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Năm. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley với các loại vàng bạc, nữ trang và trang sức, và nhận shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Miley trên hệ thống văn tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Miley Diamond Show vào mỗi thứ Ba hàng tuần từ 1 giờ đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, một cái tin là không vui cho những người mà đồng tiền liên ái. Thưa quý vị, WHO là cơ quan y tế quốc tế. Người đứng đầu cơ quan y tế WHO vào thứ Năm tuyên bố rằng những ai có quan hệ đồng tính liên ái thì hãy tạm ngừng trao đổi tình dục trong một thời gian ngắn vì sự lan truyền của bệnh đậu khỉ. Ông cho rằng theo báo cáo các cơ quan y tế thế giới thì 98% bệnh nhân đậu khỉ là những người đồng tính liên ái. Ông nói rằng hãy bảo vệ sức khỏe của quý bạn cũng như những người thân các bạn và những người đàn ông và ngủ với đàn ông thì nên cẩn thận. Tại vì cái bệnh này là nó sẽ lây lan rất là dữ dội. Và
Ông có nói là các bạn hãy tạm ngưng trao đổi tình dục trong một thời gian ngắn. Thì theo nhiều nguồn tin ở các quan y tế, bệnh đậu khỉ chúng ta ngày xưa có thể gọi là bệnh đậu mùa, bây giờ nó gọi là monkey, là đậu mùa, thì nó cũng y chang vậy thôi, tức là cọc cái mụn lên xong rồi nó vỡ cái mụn ra, vỡ mụn ra rồi tội nghiệp Việt Nam hồi xưa thì không có thuốc trị cái bệnh này, thì mấy trẻ em nó bị cái bệnh này, nó mặt nó bị rỗ rỗ. Nhưng bây giờ thì theo phương pháp mới, cái nguyên tắc mà cạo da của những nhà thẩm mỹ họ có thể cạo bớt được, nhưng ở Việt Nam thì hình như là không có phương pháp đó, nhưng nó bị rỗ, vẫn bị rỗ. Nhưng mà cái đậu mùa của Việt Nam nó không nguy hiểm bằng cái đậu mùa của đậu khỉ của Hoa Kỳ, vì đậu khỉ của Hoa Kỳ nó là truyền qua cái đường tình dục, và chạm chỉ cần chạm tay vào quần áo hay là chạm tay vào cái khăn trải giường á, thì cũng thể bị lây cái bệnh này, vì những con vi khuẩn nó nằm ở trên cái nệm giường của những người bệnh đậu khỉ. Thành ra nếu mà chạm vào cái đó và chạm vào quần áo thì đều bị lây. Nhưng mà 98% những người bị lây này toàn là những người mà đồng tính ái không à, mà còn là chỉ có 2% là những người bình thường mới bị dính cái bệnh đậu khỉ này. Do đó thì WHO đã khuyến cáo những người đồng tính ái là khoan ngừng đợi trao đổi tình dục, và khoan gần gũi với nhau, bất cứ vấn đề bắt tay bắt chân hay đụng chạm vào quần áo cũng không nên. Thưa quý vị, đặc biệt là cái bệnh đậu khỉ này có giết một số người, cho tới giờ này đã khoảng chừng gần 100 người đã chết ở trên nước Mỹ, tại vì những người này là trẻ em và những phụ nữ mang thai. Thưa quý vị, để khi trẻ em mang thai thì cơ thể rất là yếu, không có thể chống cự lại các vi khuẩn hành hành, nó có thể làm phổi bị ngưng hoạt động và hoặc tim ngừng hoạt động và người chết vì cái vấn đề mà không có dưỡng khí. Và chúng tôi quay qua cái vấn đề mà nói về nguồn gốc, hiện tại cũng là một trong những cái vấn đề đang là gây ra ảnh hưởng về lương thực trên toàn cầu. Khi mà cái thỏa thuận nguồn gốc giữa Ukraine và Nga đã ký kết mà có cũng còn được làm trung gian vào ngày 22 tháng 7 vừa rồi ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trong cái bản thỏa thuận đã cho thấy rằng là những cái nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine cũng như là Liên Hiệp Quốc sẽ giám sát về hoạt động chất những cái ngũ cốc lên tàu tại cảng của Ukraine, và trước khi được chuyển đi qua cái tuyến đường đã được vạch sẵn trên biển đen để qua eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ đưa ra toàn thế giới. Thì khi đó Nga cũng đã có một cái cam kết rằng là sẽ không có tấn công bất cứ một cái tàu hàng nào và xuất cảng ngũ cốc, và đổi lại thì những cái mặt hàng lương thực của Nga cũng sẽ được dỡ bỏ hạn chế để mà có thể xuất khẩu ra ngoài. Thì chỉ có một ngày sau khi mà cái thỏa thuận đã được ký là ngày 22 tháng 7, thì qua ngày 23 thì Nga đã cho phóng cái tên lửa tấn công cảng Odessa và cho biết rằng là họ tấn công vào cái kho chứa tên lửa Harpoon cũng như một cái tàu quân sự của Ukraine tại đó. Và Nga cũng đã lên tiếng khẳng định đây là một trong những cái vụ tấn công rất là chính xác, nhắm vào mục tiêu quân sự và không ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ cái cảng này. Trong khi đó thì Ukraine lên tiếng và nói rằng là đây là một trong những cái vụ tập kích của Nga nhưng mà không có gây ra một cái sự thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng cơ sở của cảng Odessa. Nhưng mà cái địa điểm trúng tên lửa lại là một cái trạm nhiên liệu và là một cái kho chứa ngũ cốc luôn. Thì lúc đó tình báo Anh đã lên tiếng và cho nhận định là không có một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là Nga bắn vào cái tàu chiến cùng với các mục tiêu quân sự của Ukraine khi mà tấn công vào cái cảng Odessa đó. Thì nhưng mà Tổng thư ký của Phòng Vận tải Biển Quốc tế là ông Guy Patton, ông đã đại diện cho những cái hội chủ tàu chiếm khoảng 80% cái đội tàu trên toàn thế giới luôn. Và ông nói rằng là những cái tàu này vận chuyển ngũ cốc khỏi Ukraine phải đối mặt với rất nhiều tình huống bất định do thủy lôi đã được rải trên biển đen ngay tại thời điểm đó rất rất là nhiều. Nhưng mà đổi lại thì Nga cũng đã lên tiếng cảnh cáo khi rằng là cái thỏa thuận ngũ cốc sẽ có thể sẽ sụp đổ giữa Ukraine nếu mà vấn đề mà dỡ bỏ cái vấn đề xuất khẩu nông sản của Nga không có kịp thời thì sẽ xảy ra cái sự việc đó. Khi mà Thứ trưởng Ngoại giao của Nga là Andrei Rudenko, ông đã nói rằng là những chuyến hàng của ngũ cốc Ukraine đã sớm được rời cảng, và ông cũng đã hy vọng rằng cái thỏa thuận ngũ cốc mà do Thổ Nhĩ Kỳ đứng làm trung gian cho Nga với Ukraine sẽ được duy trì để có thể mở cửa ra cho cái vấn đề của Nga nữa. Nhưng mà ông cũng đã lên tiếng mà cảnh báo rằng có sẽ thể gặp vấn đề và sẽ sụp đổ cái thỏa thuận này nếu những cái trở ngại này gây ra xuất khẩu nông sản đối với Nga không được tháo gỡ và cái vấn đề vận chuyển ngũ cốc của Ukraine cũng sẽ không được thực hiện. Thì do đó hai cái văn kiện này cũng đã được ký cùng một lúc như vậy. Thì không biết là khi mà cái cảng Odessa đã bị đánh như vậy
thì cái vấn đề nguồn gốc sẽ được chuyển ra thế giới có bảo đảm được cái sự an toàn hay không, để có thể không có gây ảnh hưởng ra cái vấn đề lương thực trên toàn cầu, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp tục để mọi người tìm hiểu. Thưa quý vị, Hoa Kỳ lo ngại súng AR-15 bán tràn lan. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bạch Cung thì các nhà buôn súng đã kiếm trên 1 tỷ đô la, 1 tỷ đô la về súng AR-15 trong vòng thập niên vừa qua. Đa số đàn ông thanh niên thích loại súng này vì có vẻ có hùng dũng của người có nam tính. Thưa quý vị, bất chấp số tử vong về súng tự động nâng cao, súng đạn nó làm cho chúng Hoa Kỳ bất an vì cái chúng ta đã biết mới gần đây cái vụ 10 người chết trong một tiệm food store, rồi 19 học sinh và hai cô giáo bị bắn chết trong vụ Uber đó cũng vì cái súng AR-15. Thì Ủy ban theo dõi về cải cách là Oversight and Reform Committee cho hay là số đông bị ảnh hưởng bởi thứ nhất là video game. Trong video game nó có những cái đoạn mà kêu là kẻ mà hung ác rồi đi bắn súng tràn lan, và những anh hùng cũng vậy, cũng dùng AR-15 đi bắn tạch 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 đùng 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 đùng. Thì cái ảnh hưởng là làm cho các thanh thiếu niên từ lâu và quen chơi game từ hồi 18, 9, 10 tuổi cho đến lớn là tự dưng bị ảnh hưởng với cái súng này trong đến nhiều năm. Và khi mà lớn lên thì chúng sẽ tìm tòi, tìm cơ hội để có sử dụng cái khẩu súng này. Khẩu súng này thì chúng ta đã biết là dùng ở trong chiến tranh Việt Nam những năm 67, 68, thưa quý vị. Sau đó thì AR-15 được thay thế bởi M16. AR-15 nó chỉ có cái trở ngại mà hồi đó Việt Nam không xài, tức là cái súng này mà nhúng xuống nước thì khi bắn sẽ nổ đồng. Cái khương tuyến của nó quá chặt, khi bị đạn bay qua mà gặp nước nó bị phá nổ cái đồng. Sau người ta thay đổi bằng súng AR-16, M16, nhưng mà chỉ riêng bây giờ AR-15, tại vì đó là cái vấn đề mà súng bắn để cho các thanh niên mà thích dùng súng để mà đi, nó là để trở ra rồi là nam tính thôi, thì nó không bất chấp cái vụ mà nổ nòng đó, mà chắc có lẽ là bây giờ nó cũng sửa chữa một phút nào đó. Thì bây giờ những súng này nó làm cho cái cho người ta cái trội bật cái đà đồng tính lên. Và dân biểu Caroline Maroli, dân chủ ở New York, nói rằng là nó vẫn tắt là kỹ nghệ mà bán súng súng bằng máu của người dân Hoa Kỳ vô tội. Trong khi đó những tổ chức ủng nạn và súng đạn bảo chữa là cái khẩu súng thì vô tội nhưng người dùng súng thì có tội, làm sao mà biết được cái này. Thầy đưa súng vào tay một cái kẻ mà ngây thơ, một kẻ khùng hoặc là một kẻ không biết gì hết, thì chúng ta sẽ nói tiếp những cái tin về tai nạn của súng sau này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn cập nhật một cái bản tin về từ nếu mà quý vị có về Việt Nam để mà tham gia trong cái thăm thân nhân gia đình của mình trong cái thời điểm này, thì đây là một trong những cái thông báo nhưng mà chưa biết đã được thông qua hay không, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật. Thì cho thấy rằng là ông Dương Anh Đức hiện là phó chủ tịch của thành phố Sài Gòn, ông đã ký một cái văn bản đề nghị Bộ Y tế Việt Nam phải cho phép sử dụng cái vấn đề khai báo y tế đối với những người nhập cảnh tại những cửa khẩu khi bắt đầu vào thành phố Sài Gòn. Nhưng mà theo như là Ủy ban Nhân dân thành phố đã nói rằng đây là một trong những cái vấn đề mà để nhằm phát hiện bệnh gọi là nhiễm đầu mùa khỉ tại các cửa khẩu để mà có thể truy vết, điều tra và xử lý để mà không có lây cho lây răng ra cộng đồng. Đó là từ mà họ dùng bên đó gọi là xử lý. Thì những cái giới chức của Sài Gòn cũng đã dẫn tin từ Bộ Y tế của Việt Nam cho biết tới nay thì Việt Nam vẫn được chưa được cái ghi nhận một trong những cái bệnh đầu mùa khỉ nào đã xuất hiện ở đây. Nhưng mà trước đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật cho thấy rằng là Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại Việt Nam vẫn xếp vào cái nhóm 1 là những cái quốc gia mà không có ghi nhận ca đầu mùa khỉ và không có những ghi nhận những cái ca nhiễm trong vòng 21 ngày. Nhưng mà trong vòng 4 ngày trở về đây thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã tuyên bố rằng lên tiếng về cái tình trạng khẩn cấp của đầu mùa khỉ mà chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị trên toàn cầu luôn, và nói đây là một trong những cái sự bùng phát của dịch bệnh này và ở rất là nhiều cái quốc gia. Thì không biết cái sự việc này nó sẽ tiến triển như thế nào, và không biết rằng là cái vấn đề mà khai báo y tế sẽ được thực thi trong cái thời điểm nào, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi. Và các quý vị nếu mà có xem cái chương trình VNA TV về tin tức thì hãy để ý về cái vấn đề khi mà nhập cảnh vào Việt Nam, thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, một tin rất là ngắn, đó là liên quan đến súng đạn. Một bé 6 tuổi bắn chết em gái của mình là 5 tuổi. Thưa quý vị, một bé trai 6 tuổi bắn chết em gái của mình 5 tuổi tại nhà Indiana. Cha mẹ của bé trai này bị bắt về nhiều tội luôn, thưa quý vị. Sau khi tiếng súng vang lên tại Muncie, 60 dặm đông bắc ở Indianapolis, thì giới chức an ninh đã tới và thấy bé gái bị trúng viên đạn vào đầu. Bé gái được đưa vào bệnh viện nhưng làm sao qua khỏi được, một viên đạn trúng vào đầu thì người lớn cũng chết, nói gì là bé mới có 5 tuổi. Thì cha của đứa bé tên là Jacob Grayson,
nói là bé trai tự lấy một trong hai khẩu súng có nạp đạn sẵn nha, súng có nạp đạn sẵn từ một cái học đó, học hay là một ngăn kéo đâu đó, và bắn đứa em gái. Thì cảnh sát trưởng Melissa Richard nói là người là hai vợ chồng này, tên người chồng tên là Grayson 28 tuổi và vợ 27 tuổi tên là Kimberly Grayson đều bị tố giác là tội bất cẩn gây tai nạn và đồng thời với ba tội bất cẩn khác. Thì bé trai nói với cảnh sát là cháu tìm thấy chìa khóa nơi cất cái khẩu súng ở ngay giường ngủ bố mẹ, tức là bố mẹ vứt khẩu súng ở đó trong khi bà mẹ thì nằm ngủ há mồm ra. Thì sau đó khi mà hỏi phỏng vấn cha mẹ thì cha mẹ xác nhận là nó từng đưa bé trai này đi đến sân tập bắn, lúc bây giờ bé mới có, thưa quý vị, mới có 5 tuổi, bây giờ bé 6 tuổi đã được qua tập bắn rồi. Thành ra thì tôi không hiểu là cái tâm lý của những người bố mẹ mà thích giữ súng ở trong nhà để làm cái gì, tại sao mà đứa bé mới có 5-6 tuổi mà dẫn nó đi tập bắn để làm gì, và trong khi đó lại để súng mà súng có nạp đạn sẵn ở trong nhà. Theo nguyên tắc của những người giữ súng đó, thì là súng để trong nhà thì súng để riêng mà đạn để riêng, và bao giờ cũng phải để safety cái cò an toàn đó. Mà đây hai vợ chồng để súng nạp đạn sẵn mà hai khẩu súng nạp đạn luôn, nó để trong cái kéo mà lại vứt cái chìa khóa ở trong cái giường ngủ, trên giường ngủ. Thì bé đương nhiên nó đâu biết gì đâu, nó quen rồi, nó đã từng lấy ra rồi và nó lấy ra và nó bắn đứa em gái của nó thiệt mạng. Thì tội nghiệp cho gia đình này, sẽ gia đình là broken family, sau này sẽ sống ai được nữa. Bé trai sống cũng phải sau cũng sẽ sống suốt đời khổ sở vì cái ảnh ám ảnh của mình bắn chết đứa em gái của mình. Khi lớn lên nó đau khổ vô cùng và bố mẹ lúc giờ ân hận trách mình. Bây giờ thì chắc chắn cũng đã muộn rồi, chắc chắn không thể nào mà sống chung với nhau hạnh phúc được nữa, thưa quý vị. Dạ, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống bằng tần VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại để hỗ trợ cho đài. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dựng hệ thống an tầng VDTV và quý vị vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin trong ngày. Và chúng tôi xin quay trở lại phần điểm tin của Hoa Kỳ. Khi mới đây chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thì Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ gọi là Fed đã bắt đầu tiếp tục tăng cái vấn đề lãi suất lên 0.75 tiếp theo. Thì đây là một trong những cái mức lãi suất mà gọi là tăng cao nhất trong vòng 4 thập niên qua. Và coi như là cái lãi suất căn bản hiện tại là từ 2.25% cho đến 2.5%, cao nhất kể từ tháng 12 của năm 2018 cho thế này. Đây là một trong những cái báo cáo cho biết rằng là mặc dù cái lãi suất này cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái lãi suất của ngân hàng đã tính về cái khoản vay ngắn hạn và sẽ gây ảnh hưởng cho những người mua xe, mua nhà trong cái thời gian sắp tới, nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái sản phẩm tiêu dùng và những cái thẻ tín dụng gọi là credit cards. Và cái thị trường bây giờ hình như là rất là khó để mà có thể đoán trước được về cái quyết định của Ngân hàng Trung ương. Khi mà trước đó chúng tôi cũng đã cập nhật cái một bản tin cho quý khán giả, sau khi mà cái đợt lên lãi suất đầu tiên là 0.75 vừa rồi, thì có một thành viên ở trong cái Ngân hàng Trung ương họ cũng đã đề nghị rằng để có thể giảm được cái mức lại cái tình trạng lạm phát hiện tại thì nên tăng thêm cái lãi suất lên 0.75 nữa. Và bây giờ nếu như vậy thì nó sẽ sinh ra một cái vấn đề mà gây áp lực rất nhiều cho những người tiêu dùng, và đặc biệt là những người mà có nhu cầu muốn mua nhà hay là muốn mua xe hay muốn có thẻ tín dụng thì rất là sẽ khó để mà có thể làm. Thì lần này là cái lần là lãi suất được tăng, đều tất cả những cái thành viên trong Ngân hàng Trung ương đều tán thành luôn và coi như là bỏ phiếu đồng thuận rất là nhiều. Trong khi đó, trước đó vào tháng 6 thì là chủ tịch của Fed ở thành phố Kansas City là ông Esther Rogers, ông cũng đã bỏ phiếu để chống về cái vấn đề này và ông chỉ ủng hộ là tăng 0.5 thôi chứ không phải là 0.75 như trước đó. Thì chúng ta chỉ điểm sơ qua là trong vòng 30 năm qua thì Ngân hàng Trung ương chỉ nâng hoặc hạ lãi suất là 0.25% điểm thôi, chứ không bao giờ mà tăng lên 0.75 như vậy. Và đây là một trong hai lần, coi như là tăng liên tiếp chưa đầy một tháng đã gây ra một cái sự khủng hoảng cho rất là khiếp như vậy. Và cũng là một cái dấu mốc trong cái lịch sử của
Hoa Kỳ, ngân hàng Hoa Kỳ, để mà cho thấy rằng là đã tăng cái lãi suất trong vòng chưa một tháng lên tổng cộng, nếu mà tính ra là tới thành 1,5 cái điểm lãi suất phần trăm như vậy. Thì không biết rằng là chú Chu Tất Tiến là một trong những cái người professional đã về cái địa ốc, thì chú Tiến có nhận xét về những cái vấn đề này như thế nào khi mà lần thứ hai liên tiếp đã tăng về cái lãi suất 0,75 tiếp theo? Khi mà chính phủ Trung ương đã quyết định như thế, chúng tôi đã nhiều lần trình bày với quý vị đó là để giảm lãi suất thì vẫn phải bên ngân hàng dự trữ Trung ương nó có chỉ có phương pháp duy nhất thôi, tức là giảm lãi suất. Là chúng ta biết là trước khi mua một vấn đề mua cái nhà đó có khoảng chừng 400.000 thôi, bây giờ tự dưng cái nhà nó lên tới 600.000, tức là nó bị kia là bị khủng hoảng về tài chính rồi. Là giá nhà lên cao quá và người ta mua không được, tình hình kinh tế bị trì trệ. Cho nên bây giờ chính phủ Trung ương mới tìm cách là sao giảm cái vấn đề mà bán nhà và mua nhà đi. Khi mà chính phủ tăng lãi suất lên thì lập tức là cái tâm lý của người mua đó, nhiều khi có những người mà có tiền cash mua họ cũng mất khỏi vấn đề, nhưng cái tâm lý của họ họ sợ là ông cái giá nhà sẽ sụt, cho nên họ ngưng lại không mua gì hết trơn đó. Xe hơi cũng thế, xe hơi bây giờ giá xe hơi bây giờ mấy hôm nay đang sụt xuống, thưa quý vị, giá xe hơi không chịu nó một cái xe trung bình là khoảng chừng 38.000, là bây giờ giảm xuống còn 35.000, người ta đang khuyến khích mà cái gọi các người agent gọi tới tấp để mua. Nhưng bây giờ số người đi mua xe hơi cũng khựng lại, số người mua nhà cũng khựng lại, những cái nhà mà chúng tôi thấy ở trên cái list của chúng tôi trong cái bộ địa ốc thì nó cứ đứng khựng nó từ 65 ngày chưa bán được, 100 ngày chưa bán được, có những cái trăm mấy chục ngày chưa bán được, tại vì người ta sợ là giá nhà sẽ tụt xuống nữa, ta không mua, ta chờ tụt xuống ta mới mua. Do đó bây giờ cái thị trường địa ốc bây giờ phải nói là điêu đứng vì vấn đề tăng lãi suất lên. Thứ hai nữa là những người tăng lãi suất lên đó là những người đi làm công chức từ chức, là những người có đồng lương cố định. Bây giờ họ đã tính toán là mỗi tháng họ phải trả đâu bao nhiêu, họ trả là 2.000 một tháng thì bắt đầu, khi mà lãi suất tăng lên họ trả tới 2.500 một tháng là bắt đầu chơi bới rồi. Họ tính toán là ok, nếu mà 2.500 tăng lên đó là họ không có đủ tiền để trả, do đó họ sợ bị mất nhà, do đó không mua luôn. Đó là một cái tình trạng phải nói là rất là buồn cho cái kinh tế Hoa Kỳ. Bây giờ thì xin trở lại một cái tin chính thức ngày hôm nay, đó là hai người đã bị bắt trong cái cuộc mà Rod Ray đã bắn chết một em bé 2 tuổi ở trong xe. Cái video cho thấy là một người đàn ông là lấy tay đấm đấm vào một cái xe, một cái xe Toyota Camry, sau đó người đàn bà trong xe lại rút súng là bắn luôn ở cửa sổ qua đó, làm chết đứa bé 2 tuổi, và bây giờ người ta đã theo dõi bắt được hai người ông thủ này. Thì đây là một cái tai nạn phải nói rất là đau lòng. Thì chúng ta biết đứa con, nuôi đứa con lên 2 tuổi nó đã bao nhiêu công trình, bây giờ tự nhiên nó chết đau lòng, mà thứ không kể bao nhiêu tuổi, là một người thân chết cũng là đau lòng. Thành ra chúng ta có đọc một cái bản tin, một cái sự ý kiến của cảnh sát nói rằng là để tránh những cái vụ rốt rê tức là nổi giận ở trên xã lộ đó, chúng ta có ba cái điều chúng ta nên làm. Cái thứ nhất là không bao giờ eye and eye contact, tức là không bao giờ nhìn thẳng vào mặt người ta. Thí dụ mình có lỡ mình bị cái thằng nào nó xẹt qua xẹt lại của mình á, hay là mình đi lố bị đụng chạm, đừng bao giờ nhìn thẳng mắt người ta. Nhìn thẳng mắt người ta tức là khinh địch đó, tức là đầu tự nhiên nó làm cái nổ cái điên lên, tránh mắt đi và nhìn cho khác, đừng có nhìn mặt, đừng có nhìn mắt. Cái thứ hai nữa là đừng có cái là đập tay vào cửa sổ, cửa dù cửa khẩu của mình đóng là vậy, đừng có lấy tay đập đập hoặc là làm bất cứ dấu hiệu gì ra cái điều mình cự được người ta, thì có thể cái cơn rốt rê của cái thằng bên kia nó trở lại, nó bắn lấy súng bắn mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta quan niệm thế này: không bao giờ chúng ta chiến thắng tất cả mọi trường hợp. Đừng có mong chúng ta thắng, tức là chúng ta được cãi để mà lấy lý thắng. Chúng ta đừng có nhiều người còn mang ra giữa sân, giữa xa lộ vật lộn nhau nữa. Mình nghĩ là tao phải thắng, tao là đúng, tao là đúng, còn thằng kia nó là sai. Chúng ta phải chứng minh tao phải đúng, cái đó là không được. Ba cái điều đó quý vị tránh để khỏi gây tai nạn cho mình, gia đình mình và chính mình, thưa quý vị. Nhắc lại, không có ai ai công tắc, tức là không có nhìn thẳng vào mặt đối phương. Thứ hai là bỏ đi thôi. Thứ ba, hai đó là đừng bao giờ đập lay và đập cửa kính hay là làm cái gì cửa chỉ cửa kính, lặng lặng mà đi. Thứ ba nữa là đừng bao giờ nghĩ là mình cần phải thắng, tại vì kẻ kia là kẻ sai và mình là kẻ đúng, đừng bao giờ nghĩ như vậy thôi. Ngoài ở đời có lại quý vị nhớ câu các cụ nói một sự hiện chín phượng lành, các cụ nó còn câu là tránh voi sớm mà nào, coi như mấy cái thằng kia là con voi hung dữ, tránh voi đó, mình thấy con voi hung dữ tới thôi chạy tránh đi, đâu ai mắc cỡ ai cười mình đâu, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, trong một cái bản tin này chúng tôi cập nhật và gửi cho quý vị, khi mà cái sổ thông hành là còn có cái passport của Việt Nam đã vừa được Bộ Công an của Cảnh sát Việt Nam đã cấp cho tất cả những người dân sử dụng vào ngày 1 tháng 7 vừa rồi.
Và trên cái mỗi trang cái passport đó là hình ảnh những cái phong cảnh hình tượng về chủ quyền quốc gia, những cái di sản văn hóa nổi tiếng như là Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Sơn, Mỹ Sơn. Và trang bìa của sổ thông hành mới màu xanh lục được chuyển thành màu tím than. Thì đây là một trong những cái tin mà chúng tôi muốn nói về cái cuốn sổ thông hành đó. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà cái sổ thông hành mới đã được cấp như vậy thì nước Đức họ đã lên tiếng là từ chối cấp thị thực cho những người Việt Nam và có những cái mẫu sổ thông hành mới như thế mà như vậy. Khi cái thông báo trên cái trang đại sứ quán của Đức đã nói rõ ràng kể từ bây giờ cơ quan đại diện của Đức sẽ không thể cấp thị thực, có nghĩa là visa, vào cái sổ thông hành passport Việt Nam theo cái mẫu mới màu xanh tím than, và có số series sẽ bắt đầu bằng chữ P, like như là Peter. Thì cái trang này cũng đã cho biết rằng là nếu mà quý vị có cuốn sổ hộ chiếu thì quý vị không thể nộp hồ sơ để mà xin thị thực là cái cuốn sổ màu tím than như vậy. Và vấn đề này căn cứ vào quyết định của nhà chức trách nội địa của nước Đức. Và đối với những người đã nộp hồ sơ để mà xin thị thực thì Đại sứ quán Đức cũng sẽ gửi cho cái thông báo riêng. Và chúng tôi xin lỗi quý vị về cái sự bất tiện này đã đến với quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lý do đưa ra tại sao không cấp visa cho cái sổ thông hành này mới của Việt Nam đã không có một cái lý do nào xác đáng bên từ nước Đức đã cho biết. Thì nhưng mà bên dưới cái bài đăng của Đại sứ quán Đức thì có những cái người Facebooker đã đưa ra những cái lý do, nguyên do là do cái mẫu số mới thông hành của passport Việt Nam không có ghi nơi sinh của những người đã được cấp. Thì đây là chỉ là những cái suy đoán của những người dùng ở trên mạng thôi. Thì một số sứ quán như là Đức, Nam Hàn, Đài Loan cũng đã cho biết rằng có một cái thông lệ gọi là luật mất văn luôn của họ là sẽ không cấp cái thị thực cho một số người Việt Nam sinh sống tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vì họ bị đưa vào một cái danh sách không biết là như thế nào do tình trạng về vấn đề mà xuất khẩu lao động bỏ trốn hoặc là do nhập cảnh lậu thường đến từ ở những cái địa phương ở phía Bắc như vậy. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà giới chức của Đức cũng đã lên tiếng cảnh báo những người mà đã được cấp thị thực trong cái sổ thông hành mới không đến được nước Đức vì cái vấn đề từ chối cho nhập cảnh tại biên giới sẽ xảy ra. Thì đây là một trong những cái tin mà chúng ta cần lưu ý nếu mà chúng ta có những người nhà ở Việt Nam mà đang đổi cái sổ thông hành, cái sổ passport mới màu tím than như vậy thì cũng sẽ gây ra là một cái sự bất tiện. Nếu mà chúng ta đi du lịch tới châu Âu thì hiện tại thì chỉ có mỗi mình Đức thôi, còn những cái khối nước khác trong Liên minh châu Âu như thế nào thì vẫn chưa thấy đã có một cái thông báo bằng văn bản, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà cập nhật đến cho quý vị. À, thưa quý vị, một người đàn ông gốc Việt ở California đối mặt với cáo buộc là bắt cóc thiếu nữ vị thành niên và có quan hệ tình dục với thiếu nữ dưới 18 tuổi. Thưa quý vị, hồ sơ tòa cho biết rằng là họ bắt được cái thiếu nữ này ở trạm xe buýt Greyhound ở Paso, Texas, và sau đó thì bắt được cái kẻ mà dụ dỗ cô, cũng là người người Việt Nam, về danh tính cũng như là về danh tính cũng như là về cái tên tuổi, không biết cô này là người nước gì, có thể Việt Nam hay gì đó, vì còn bé quá cho nên ta không công bố tin tức đó, chỉ biết cái người bắt đó là Nguyễn, tên là gấp đôi cái tuổi của anh ta, cái anh này ba mấy tuổi đó, anh này ở California mà bay sang Ohio rồi đưa cô này sang Texas. Xong khi đó thì bố mẹ vừa mới thông báo là mất mất tích, sau khi là hai bố con cãi vã buổi tối là mất tích luôn cô bé luôn. Thì sau vài ngày người ta bắt được, người ta thấy là có trong cái laptop của cô gái để lại tìm thấy có một người đàn ông tên là Roman từ California. Sau đó người ta biết được cái kẻ này tức là Roman của Alex Roman Nguyễn, 28 tuổi. Thì cô gái gặp ở trên cái mạng, chúng ta biết những thành ra những trẻ bây giờ nó kinh khủng lắm quý vị, có cha mẹ có con gái lớn 15 tuổi trở lên nó là cẩn thận phải để ý đề phòng, con gái 15 tuổi mà lên nó chít chát tối ngày trên mạng, nhiều khi nó gặp những kẻ dụ dỗ tình dục có là nguy hiểm lắm. Mà cô bé này lại thích thú với cái vấn đề này, cô bé chính cô bé này chụp hình khỏa thân đưa cho Romex Nguyễn và khoe nó là 18 tuổi. Rồi hai người trong khi đi đường đã có quan hệ tình dục với nhau, và cô này còn chụp hình quay lên mạng nữa, rồi do cảnh sát lần theo bắt được.
Thì chúng ta là bậc cha mẹ cẩn thận, có con gái 15, 16 tuổi nên theo dõi cho kỹ. Người ta, các cụ hồi xưa nói con gái mà đang mơ lớn thì giống một quả bom điện tử ở trong nhà. Cái này cẩn thận nhé, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái bản tin mà liên quan đến cái vấn đề mà đã xảy ra cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng của năm 2021 vừa rồi. Và cái vấn đề mà điều tra thì ông Chris Miller, ông hiện tại là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, trước đó ông cũng đã lên tiếng và ông nói rằng ông không bao giờ được nhận lệnh từ cựu Tổng thống Donald Trump để mà ra lệnh huy động là 10.000 lính sẵn sàng điều đến Quốc hội ngay đúng ra cái ngày xảy ra cái vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021 vừa rồi. Ông nói trước cái buổi điều trần do Ủy ban Hạ viện thành lập để điều tra về cái vụ tấn công mà đã xảy ra. Thì cái đoạn video mà về cái buổi điều trần này đã được Ủy ban của Quốc hội đã thông báo ra. Và ông trong cái đoạn video đó thì rõ ràng lời ông nói rằng là tôi không có bao giờ nhận được chỉ thị hay là mệnh lệnh nào hoặc là bất kỳ một kế hoạch nào giống như vậy. Và cái trong đoạn video đó cũng đã cho thấy ông đã lên tiếng khẳng định là không có bất cứ chỉ thị hoặc mệnh lệnh từ Tổng thống Trump. Và hôm đó rõ ràng chúng tôi đã có kế hoạch để huy động thêm người, nhưng đó chỉ là một cái kế hoạch dự phòng thôi và không có mệnh lệnh chính thức hay là bất cứ một cái thứ gì như vậy. Thì trước đó thì theo như là lời của cựu Tổng thống Trump, ông nói rằng ông cũng đã từng yêu cầu là vệ binh quốc gia phải chuẩn bị điều quân cho ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Thì cái ngày 9 tháng 6 năm 2022 này thì cựu Tổng thống Trump ông cũng đã ra một cái thông báo. Ông nói rằng là ông đề nghị là điều 20.000 lính vệ binh quốc gia đến Washington DC trước ngày 6 tháng Giêng của năm 2021. Vì lúc đó ông cảm thấy có một cái sự tụ tập người rất đông ở tại đó. Thì cái ủy ban 6 tháng Giêng cũng đưa ra công bố cái buổi điều trần của ông Miller như vậy. Thì cái sự việc nó sẽ tiếp diễn như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để theo dõi và cập nhật cho quý khán giả. Và một lần nữa thì chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm của chúng tôi cũng đã tạm dừng. Phương Thảo và chú Thích Tiến xin kính chúc cho quý khán giả một ngày an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.